chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyên nhân sâu xa khiến nhà chủ tịch Phúc bị suy tàn Ông Nguyễn Tân Dũng chăm chúc cho gia tộc Sau khi ông về vườn thì vẫn đầu tư cho thế hệ kế cận tiếp bước Một người bước xuống thì hai người tiến lên Nó như lùi một bước để tiến thêm hai bước vậy Ông Nguyễn Tân Dũng thất bại trong việc ở lại Bộ Chính trị Sau đại hội lần thứ 12 là một bước lùi Tuy nhiên bước tiến của Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết là sự hồi sinh ngoạn mục cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng Ông Nguyễn Xuân Phúc là người khá gần gũi với ông Nguyễn Tân Dũng Và cũng là người toàn tính cho sự nghiệp chính trị của ông và gia đình ông Như Nguyễn Tân Dũng đã từng làm Đi theo những bước đi của ông Nguyễn Tân Dũng là điều cần thiết nhưng chưa đủ Vậy điều chưa đủ của Nguyễn Xuân Phúc là gì? Câu hỏi được đặt ra Có thể nói đó là gia đình của ông Phúc không có nền tảng vững vàng như gia đình của nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu chẳng tiến được bước nào trong đại hội đoàn toàn quốc vừa diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc có vợ và có con, trong đó ông phúc cũng có cả cậu con trai và con gái. Trước tiên đi so sánh phu nhân của ông phúc và phu nhân của ông Dũng thì sẽ thấy khác nhau rất nhiều. Phu nhân của ông Nguyễn Tấn Dũng là người không tranh thủ danh tiếng của chồng để làm ăn, trong khi đó phu nhân của Nguyễn Xuân Phúc thì lại ngược lại. Việc quan bà dính líu đến Việt Á làm cho sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch nước gặp khá nhiều sóng gió trước hội nghị trung ương 10. May mà ông Phúc còn giữ được chiếc ghế chủ tịch của mình. Về con gái thì cả con gái ông Dũng và con gái ông Phúc đều dựa vào danh tiếng của cha mình để làm ăn những thương vụ lớn. Tuy nhiên, mức độ khéo léo thì Nguyễn Thu Thị Thu Trang không bằng Nguyễn Thành Phượng con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Phượng lại làm ăn lớn hơn Nguyễn Thị Thu Trang. Bà Nguyễn Thanh Phượng được đánh giá là một phụ nữ rất ảnh hưởng trên thị trường tài chính ở Việt Nam, mặc dù bà Phượng không còn ồn ào như trước đây. Đây hình ảnh, phu nhân của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lại có thể làm cho chiếc ghế Chủ tịch của ông trao đảo. Về con rẻ thì ông Nguyễn Bảo Hoàng, chồng của Nguyễn Thanh Phượng là một điều tại Mỹ ông này có đường lối kinh doanh khá độc lập, gần như không có bằng chứng nào cho thấy ông lợi dụng vị thế của cha vợ khi làm ăn tại Việt Nam. Dân am hiểu đánh giá cao về năng lực của ông này. Trong khi đó, Vũ Trí Hùng, chồng của Nguyễn Thị Thu Trang thì lại có rất nhiều tai tiếng vì lợi dụng danh tiếng, địa vị của cha vợ để tiến thần. Về con trai, ông Nguyễn Tân Dũng đã cho cả hai người con đi du học để trở về xây dựng sự nghiệp chính trị cá nhân nguyễn thanh nghị thì được du học tại mỹ và nguyễn minh chiết thì du học tại anh theo đánh giá của giới am hiểu thì nguyễn thanh nghị và nguyễn minh chiết có năng lực học tập tương đối tốt và cả nguyễn thanh phượng cũng như vậy nguyễn thanh nghị được đánh giá là bộ trưởng có thực học trong khi đó nguyễn xuân hiếu con trai ông nguyễn xuân phúc không được đánh giá cao dù cho hiếu cũng đi du học ở mỹ không biết lý do gì mà nguyễn xuân hiếu về nước khá muộn và được ông Nguyễn Xuân Phúc gửi vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Với việc người cha vẫn còn đương chức chủ tịch nước, nhiều người nghĩ rằng Nguyễn Xuân Hiếu sẽ rơi được vào vị trí của ban bí thư Trung ương đoàn lần thứ 12 này. Tuy nhiên, kết quả là Nguyễn Xuân Hiếu vẫn dẫm chân tại chỗ ở chức phó bí thư tỉnh đoàn và bị loại ra khỏi danh sách 144 ủy viên Trung ương đoàn. Có thể nói, đây chính là một thất bại đối với con trai của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Nền tảng gia đình của Nguyễn Xuân Phúc cũng không được vững, đó là một thực tế. Chính nền tảng như thế đã làm cho chiếc ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc trao đảo hơn là khả năng ông có thể che chở cho các thành viên trong gia đình. Ngay cả khi người cha đang là đương kim Chủ tịch nước mà con trai vẫn không tiến thân được, là một dấu hiệu cho thấy sự nghiệp chính trị của gia đình ông chủ tịch nước đang trên đà suy tàn. Sau 3 năm nữa, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không còn nắm giữ quyền lực, thì Nguyễn Xuân Hiếu sẽ tiến thân như thế nào đây? Mà môi trường cạnh tranh ở trung đoàn thì đầy khốc liệt, làm sao để Hiếu có thể thăng tiến rất khó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo. D với bản tin nguyên nhân sâu xa khiến nhà chủ tịch Phúc bị suy tàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thoát đại nạn Việt Á, ông Vượng đã bung 300 tỷ lập công ty công nghệ sinh học. Vụ án Việt Á đã bùng ra rộng khắp rất nhiều người đã bị khởi tố vì đã bao che cho doanh nghiệp này lừa đảo nhân dân. Tuy nhiên, thực tế thì chủng cuối trong quyền lực chính trị đỡ đầu cho Việt Á không phải là ông Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, mà là ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, vụ Việt Á chỉ khui tới ông Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, hai nhân vật kia là bất khả xâm phạm. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á, được cho là hình nhân thế mạng. Về phần doanh nghiệp, người ta cho rằng chủ cuối không phải là người đứng tư cách pháp nhân cho Việt Á, là ông Phan Quốc Việt mà là một nhân vật rất quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương tự như vụ Việt Á, dư luận đã từng cho rằng vụ Amax trước đây đã sử dụng hình nhân thế mạng. Công ty Amax bị khởi tố vì đã thẩm định nâng khống vốn điều lệ của công ty AVG từ 3 tỷ đồng lên đến, đến 16 tỷ đồng. Công ty AVG là của ông Phạm Nhật Vũ và người thực sự đứng đằng sau AB, Amax là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng. Nếu thật sự bà Nguyễn Thanh Phượng đứng đằng sau Amax thì công an không thể chạm tới được là điều dễ hiểu. Cũng giống như ông Võ Văn Mạnh làm giám đốc của Amax như là hình nhân thế mạng rồi đi tù thay cho đạo diễn chính thì trường hợp của Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt cũng được giới thạo tin nghĩ rằng đây cũng chỉ là hình nhân thế mạng. Bởi ông Việt không đủ khả năng để sai khiến hai cựu bộ trưởng hỗ trợ cho mình. Và ông Việt cũng không đủ khả năng đưa hầu hết các giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh vào tròng cho được. Phải có thế lực ở trong bóng tối chi phối. Câu hỏi đặt ra, vậy thế lực đó là ai đây? Được biết, Việt Á đã 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Công ty Việt Á có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc, người đại diện pháp luật cho công ty Việt Á chỉ giữ có 10,2% cổ phần của công ty. Ông Đồng Sĩ Huy giữ 5% cổ phần, bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% cổ phần. Còn lại, nhân vật nào đã góp đến 800 tỷ đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng của Việt Á là một bí ẩn cho đến nay chưa được đưa ra. Tất nhiên, trong một công ty, người góp vốn nhiều sẽ có tiếng nói lớn hơn những người khác. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt đã bị đá ra khỏi VinBioCare trước khi bị bắt. Ở một diễn biến khác, ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty cổ phần công nghệ sinh học Vinbiocare với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng đã cho đá văng ông Phan Quốc Việt ra khỏi hội đồng quản trị của Vinbiocare và bổ nhiệm bà Lê Ngọc Chi làm tổng giám đốc mới thay cho ông Phan Quốc Việt đến tháng 12 năm 2021 thì ông Phan Quốc Việt đã bị bắt giữ. Hành động đá ông Phan Quốc Việt ra khỏi Vin Biocare được một số người cho rằng vượng Vin đã ngửi thấy mùi chẳng lành nên đã vứt bỏ hình nhân thế mạng. Nhận xét này có vẻ khá hợp lý. Vào ngày 14 tháng 12 thì báo chí cho biết Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty cổ phần đầu tư y học công nghệ Vin Medtech với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và tập đoàn Vingroup nắm giữ 99% vốn điều lệ. Không biết doanh nghiệp này có dự tính gì đây? Và liệu ông Vượng có dùng một hình nhân thế mạng khác như là ông đã dùng Phan Quốc Việt hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng lại cho lập thêm công ty mới. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của Vingroup là bất động sản đang gặp khó khăn hết sức. Trong khi đó, VinFast đang đốt tiền thì quá khủng khiếp lỗ lũy kế của VinFast là 4,8 tỷ đô la, cao hơn cả vốn chủ sở hữu có 4,4 tỷ đô la. Ở trong nước thì VinGroup đang tìm mọi cách để huy động vốn miễn sao không thông qua thị trường chứng khoán đầy cạm bẫy. Mới tháng trước, ông Vượng đã cho lập công ty VMI để huy động vốn và giờ đây ông cho lập tiếp VinMetech. Liệu rằng VinMetech lập ra để hoạt động chuyên môn hay là để huy động vốn thì vẫn chưa biết được. Vingroup đang gặp khó khăn về tài chính, lúc này lại lập thêm nhiều công ty mới thì xem ra khó hợp lý. Bởi khi tài chính khó khăn, người ta sẽ tinh giảm bộ máy, chứ không ai lại đi làm phình ra bộ máy của mình cả. Ông Phạm Nhật Vượng dự định sẽ làm gì với VinMetech thì chúng ta hãy cùng đợi xem rồi sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Thoát đại nạn Việt Á, ông Vượng Bung 300 tỷ đồng lập công ty công nghệ sinh học. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm